Cũng vài lần. À, cũng vài lần. Mà chắc cũng sẽ còn vài lần nữa. Trước đây mà cái thời mà còn yêu nhau chẳng hạn thì yêu nhau mà cãi nhau giống nào anh đi đi này kia đuổi thì đi đó thì... mà cứ mỗi lần đi ấy, thì nó sẽ mất rất là một cái quãng thời gian để làm lành với nhau. Còn mãi về sau này cả mấy năm nay rồi mà cứ bảo anh đi thì khỏi đi, cứ ngồi thế hoặc là làm việc của mình xong một hồi cũng biết cái cơn điên của Hà nó cũng sẽ qua rất là nhanh chẳng hạn thì đấy. Tuy nhiên là khi mà về chung một nhà có con với nhau rồi thì nếu mà mình vậy thì mình thiệt thôi, bởi vì ông biết là trước sau thì cũng phải làm lành thôi, chứ không phải như cái lúc yêu nhau không có một cái ràng buộc mấu chốt gì với nhau cả thì người ta có biết là nếu mà cãi nhau mà không làm lành không biết ngày mai thế nào. Nhưng mà khi đã là vợ chồng có con cái rồi mà không làm lành thì ngày mai vẫn biết là con này vẫn ở đấy, không đi đâu cả. Và